Theo thông báo mới nhất SatGG của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vào trưa mùng 5 tháng 12, sáng mùng 6 tháng 12, học sinh khối lớp 12 của các trường trung học phổ thông đi học trực tiếp theo phương án 50% số lớp 12, học trực tiếp thứ 2, thứ 4, thứ 6, các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ 3, thứ 5, thứ 7, các ngày còn lại học trực tuyến. Tại trường trung học phổ thông Việt Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội, học sinh hào hứng đến trường từ rất sớm. Tất cả các học sinh khi đến cổng trường đều di chuyển theo làn đường quy định, đo thân nhiệt và khử khuẩn. Ngày đầu được đến trường từ sau khai giảng năm học mới, bên cạnh cảm xúc vui mừng, hào hứng được gặp lại thầy cô, bạn bè, vẫn đan xen những lo lắng khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn học sinh trèo cờ ngay trong lớp. Thế là học trực tiếp thì mình sẽ được gặp tận mặt các thầy cô và mình sẽ tiếp thu các kiến thức, nó sẽ tốt hơn là việc mình chỉ học online ở trên lớp. Mà học online ở trên lớp thì nó cũng không đảm bảo thời gian và hiệu quả được bằng việc học trực tiếp ở trên trường đâu ạ. Nếu mình tự giữ sức khỏe cho mình thì việc đi học này nó sẽ hiệu quả hơn cho việc cuối cấp ạ. Em cảm thấy khá là hồi hộp ạ. Hôm nay thì thực ra là trong lòng con có rất là nhiều cảm xúc ạ. Đầu tiên thì con cảm thấy háo hức bởi vì đây là sau tận 7 tháng con mới có thể có dịp để quay lại trường. Và cái điều thứ hai, cái cảm xúc thứ hai mà con muốn nói đến đó chính là con cũng hơi sợ một chút bởi vì con cảm thấy không chắc chắn lắm về cái lượng kiến thức khi mà con học online. Nhưng mà con nghĩ là trong một khoảng thời gian tới thì con sẽ cảm thấy chắc chắn hơn khi mà được quay lại trường và được củng cố cùng với thầy cô ạ. Ở trường học của con thì mỗi lớp cách nhau khoảng 2 đến 3 lớp, vì vậy nên là bọn con sẽ khá là được tiếp xúc hạn chế với cả nhau. Tạo cái sự yên tâm cho cha mẹ học sinh khi cho các con quay trở lại trường học thì ngoài các giờ dạy mà những thầy cô giáo dạy trực tiếp ở tại trường mà tiếp theo lại có các giờ dạy trực tuyến thì các thầy cô sẽ được bố trí ở những cái phòng dạy trực tuyến của nhà trường ạ. Chúng tôi có đầy đủ những cái thiết bị để phục vụ cho các thầy cô có thể vừa lên lớp trực tuyến, sau đấy lại có thể trực tiếp tại trường, và chúng tôi phải có sự điều chỉnh cái việc phân phối chương trình giảng dạy vừa đảm bảo đúng với quy định của Bộ Giáo dục nhưng lại cũng vừa đảm bảo với công tác phòng chống dịch mà lại phải phù hợp với đội ngũ của nhà trường nữa. Bởi vì một thầy cô giáo thì không phải là chỉ dạy có một khối lớp 12 mà dạy cả ba khối 10, 11, 12 thì chúng tôi phải bố trí cái thời khóa biểu sao cho nó phù hợp. Có những bộ môn là chúng tôi cũng phải cho học trực tuyến 100% để làm sao đảm bảo với cái nội dung chương trình và sự phân bổ của giáo viên. Về công tác đảm bảo giãn cách an toàn giao thông an toàn khi các em tới trường thì đoàn trường cũng đã phối hợp với bộ phận y tế nhà trường, lực lượng các đồng chí trong nhóm tổ bảo vệ nhà trường tổ chức phân luồng đón các em học sinh khi đến trường học. Cụ thể để đảm bảo giãn cách thì nhà trường có hai cổng, cổng chính và cổng phụ. Và đối với ngày hôm nay vào các ngày chẵn trong tuần, tức thứ hai, thứ bốn, thứ sáu thì nhà trường tổ chức cho các khối lớp 12 ban xã hội như là văn, sử, địa, anh, pháp, nga quay trở lại trường học. Thì nhà trường sẽ phân là các em học sinh mà đi ở sẽ là đi theo hai cổng, đối cổng chính và cổng phụ để đảm bảo giãn cách. Cũng trong buổi sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục Đào tạo có mặt tại trường Trung học Phổ thông Việt Đức từ sớm để kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường, cũng như động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh khi đi học trực tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên sau 7 tháng, thành phố Hà Nội cho học sinh khối Trung học Phổ thông trở lại trường. Với lớp 12, có 50% các em học sinh sẽ được tham gia học các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6. Và 50% số lớp và số học sinh học thứ 3, thứ 5, thứ 7. Qua đi kiểm tra một số các nhà trường, chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị của các nhà trường về việc đón học sinh trở lại trường theo đúng hướng dẫn liên ngành Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo. Với trường Trung học Phổ thông Việt Đức có một cái bảng để các em dán những cảm nhận của mình. Một cái tỷ lệ rất là cao là các em rất là vui vẻ và háo hức khi trở lại trường. Tuy nhiên cũng có một số em vẫn bày tỏ cái sự lo lắng, cả lo lắng khi mà diễn biến dịch bệnh phức tạp, cả lo lắng về việc là lâu ngày quá mới được trở lại trường. Nhưng mà chúng tôi khẳng định rằng cái công tác phòng chống dịch của các nhà trường cho đến thời điểm này là rất là tốt. Còn tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Hà Đông trong sáng nay có khoảng 250 học sinh đến trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ phân chia học sinh đến trường theo khối. Theo đó, thì khối 12 ban xã hội được quay lại trường vào các ngày 2, 4, 6. Học sinh ban tự nhiên sẽ đến trường học trực tiếp vào các ngày 3, 5, 7.
nhà trường đã bố trí lực lượng y tế bảo vệ, tổ chức phân luồng, đón các em khi vào trường.